Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay cùng mình trồng hoa và đọc tiểu thuyết nhé. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn tiểu thuyết Công chúa nhỏ của nhà văn Anh Quốc Frances Eliza Houston Burnett. Đây là một cái tiểu thuyết rất là sống động. Chương 1. Sarah. Một ngày đông u ám, màn sương mù vàng ịch và nặng trĩu trùm lên đường phố London, đến nỗi nhà nhà đều phải lên đèn, còn tủ kính của các cửa hiệu đều thắp đèn khí đốt sáng trưng như thể trời đã tối. Một cô bé trông có vẻ kỳ lạ, ngồi cùng cha trên xe ngựa chở khách, xe chậm rãi đưa em đi qua các con phố chính thênh thang. Em ngồi co chân và tựa vào cha, cha ôm em trong tay, còn em đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, theo dõi người qua đường với đôi mắt to đượm vẻ suy tư lạ lùng và già trước tuổi. Em hãy còn quá bé nên người ta không tin sẽ bắt gặp cái nhìn như thế trên gương mặt nhỏ nhắn. Đấy là cái nhìn già dặn của tuổi 12 mà Sarah Greewy vừa mới lên 7. Thực ra lúc nào em cũng mơ mộng và tưởng tượng ra những điều lạ lùng. Chính em cũng không nhớ nổi. Có lúc nào em không ngẫm nghĩ đến những sự việc liên quan tới người lớn và thế giới của họ không? Em cảm thấy như thể mình sống đã lâu, lâu lắm rồi. Lúc này, Sarah đang nhớ lại cuộc hành trình từ Bombay mà em vừa trải qua cùng cha, đại úy Greewy. Em đang nghĩ tới con tàu đồ sộ với những thủy thủ người Ấn Độ lặng lẽ đi tới, đi lui, những đứa trẻ chơi thơ thẩn trên boong tàu nóng nực và vợ của các sĩ quan trẻ thường tìm nơi cách gợi chuyện em rồi bật cười trước những điều em nói. Nhưng chủ yếu em đang nghĩ rằng, kỳ lạ thật, mới hôm nào mình còn ở Ấn Độ dưới ánh mặt trời chói chang, thế mà sau đó em lênh đênh giữa đại dương, rồi lại ngồi trên một chiếc xe lạ đi qua những con phố không quen, nơi ban ngày trời tối mịt như thể ban đêm. Hoang mang, em dịch sát vào người cha hơn. Cha ơi, em gọi khẽ, gần như thì thầm. Cha ơi, gì thế con gái yêu? Cha trả lời, ôm em sát vào lòng và cúi nhìn em. Sarah nghĩ gì thế? Đây có phải là nơi ấy không cha? Sarah vừa thì thầm vừa thu người sát vào cha hơn. Có phải không? Hở cha? Phải rồi, Sarah, cuối cùng chúng ta đã đến nơi rồi. Mặc dù mới 7 tuổi, nhưng cô bé đã biết cha cảm thấy âu sầu khi nói những lời đó. Cô bé thấy cha bắt đầu chuẩn bị tư tưởng cho em về nơi ấy, theo cách gọi từ nhiều năm trước. Mẹ mất khi Sarah mới ra đời, nên em chưa bao giờ biết về mẹ hay nhớ mẹ. Người cha trẻ, đẹp, giàu và hết mực cưng chiều con gần như là người thân duy nhất của em trên cõi đời này. Hai cha con luôn chơi đùa với nhau và yêu thương nhau. Em chỉ biết cha mình giàu có nhờ nghe người ta nói khi họ tưởng em không để ý. Và em cũng nghe họ kháo nhau rằng khi nào lớn lên em cũng sẽ giàu có. Sarah chẳng hiểu thế nào là giàu có. Em luôn sống trong một ngôi nhà gỗ đẹp đẽ và quen nhìn thấy lắm người hầu kẻ hạ cúi chào, gọi mình là quý tiểu thư và để em làm mọi việc theo ý thích. Em có đồ chơi, thú cưng và một người hầu gái tôn kính em. Dần dà em hiểu ra rằng những người giàu có được hưởng những thứ như vậy, nhưng đó tất cả là những gì em biết. Trong quãng đời ngắn ngủi mà Sarah đã trải qua, chỉ có một điều làm em băn khoăn, đấy là nơi ấy. Nơi một ngày nào đó em sẽ đến. Khí hậu Ấn Độ không tốt cho trẻ em, nên người ta thường gửi chúng đi xa càng sớm càng tốt, thường là tới Anh học hành. Sarah đã từng chứng kiến những đứa trẻ khác đi ra và nghe cha chúng nó trò chuyện về những lá thư chúng gửi về. Em biết rằng mình rồi cũng phải đi như vậy. Những câu chuyện cha kể về chuyến đi và xứ sở mới lạ đó cũng lôi cuốn em, nhưng em vẫn buồn phiền vì cha không thể ở lại với mình. Cha ơi, cha không cùng con đến nơi ấy được à? Em đã hỏi như vậy từ hồi mới 5 tuổi. Cha cũng không đi được, học với con được à? Con sẽ giúp cha làm bài. Con không phải ở đó lâu lắm đâu, Sarah bé bỏng ạ. Cha luôn nói như vậy. Con sẽ tới một ngôi nhà xinh đẹp, nơi có rất nhiều cô bé và các con sẽ nô đùa với nhau. Rồi cha sẽ gửi cho con thật nhiều sách và con sẽ lớn nhanh đến nỗi chưa đầy một năm con đã đủ lớn khôn để trở về chăm sóc cha.
Cô bé thích thú nghĩ tới điều đó. Trong nhà cho cha, cưỡi ngựa cùng cha và ngồi ở đầu bàn khi là cha mở tiệc. Nói chuyện với cha và đọc sách với cha, đó đều là điều cô bé thích nhất trên đời. Và nếu người ta nhất thiết phải cất bước ra đi đến nơi ấy ở nước Anh để làm những việc như thế, thì em sẽ quyết tâm ra đi. Sarah chẳng để ý lắm đến những cô bé khác, nhưng nếu có đầy sách em sẽ đỡ buồn. Sarah thích sách hơn mọi thứ trên đời, và em còn nghĩ ra những câu chuyện thú vị để tự kể với mình. Đôi khi em đem những câu chuyện ấy kể cho cha và ông cũng thích thú không kém. Thôi được cha ạ, Sarah nói nhẹ nhàng, chúng ta đã đến đây rồi, con cho rằng cha con mình đành chấp nhận vậy. Đại úy Gregory bật cười trước lời nói già dặn của con và cúi hôn em. Thật ra ông cũng chẳng chấp nhận được hoàn toàn, nhưng biết rằng mình không nói ra được, Sarah bé bỏng ạ. Lạ lùng là đã trở thành một người bạn lớn của ông, và ông biết rằng mình sẽ cô đơn biết mấy khi quay lại Ấn Độ. Lúc ấy bước chân vào ngôi nhà mà chẳng được nhìn thấy cô bé mặc váy yếm trắng ùa ra đón. Nghĩ vậy, ông ôm chặt con gái vào lòng, trong khi chiếc xe ngựa lăn bánh vào khu phố lớn ảm đạm nơi có ngôi nhà mà Sarah phải tới. Đó là một ngôi nhà gạch to lớn và tẻ ngắt, hệt như những ngôi nhà khác cùng dãy, nhưng cổng khóa lên tấm biển đồng hồ có khắc mấy chữ Cô Min Chin, trường dành riêng cho quý cô. Đây rồi, Sarah, đại úy cất tiếng, làm ra vẻ phấn chấn. Ông nhấc cô bé ra khỏi xe, rồi họ bước lên thềm và rung chuông. Về sau, Sarah thường nghĩ rằng ngôi nhà ấy về mặt nào đó giống hệt cô Min Chin. Chúng nó cũng cáu kỉnh, nặng nề và đầy đủ tiện nghi, nhưng mọi thứ bên trong đều xấu. Ngay chiếc ghế bành dường như cũng có một cái gì đó xưa rắn đanh bên trong. Ở sảnh lớn, mọi vật đều thô cứng và bóng lộn. Cả hai má đỏ au của ông trăng trên chiếc đồng hồ nơi góc phòng cũng trơn bóng đến khắt khe. Họ được dẫn vào phòng khách trải tấm thảm có họa tiết vuông. Những chiếc ghế tựa thì vuông chằn chặt, và trên chiếc lò sưởi bằng đá thô nặng chiếm trệ một chiếc đồng hồ cũng bằng đá nặng trịch. Ngồi xuống một chiếc ghế gụ cứng đờ, Sarah đưa mắt lướt nhanh nhanh. Con không thích trường này cha ạ, em bảo, nhưng con cũng dám nói rằng những người lính, ngay cả những người dũng cảm nhất, cũng không thật sự thích ra trận. Đại úy Gregory bật cười vì câu nói đó. Ông còn trẻ và vui tính và không bao giờ biết chán trước những lời nói khác thường của Sarah. Ôi Sarah bé nhỏ, ông nói, cha biết làm như vậy khi không còn ai bên cạnh để nói chuyện nghiêm trang với cha. Đâu có ai nghiêm trang bằng con. Nhưng sao những chuyện nghiêm trang lại làm cha cười, Sarah căn vặn. Bởi vì trong con rất buồn cười khi nói những điều như vậy, ông trả lời và càng cười nhiều hơn. Ông bỗng giang tay chặt, ôm chặt con gái vào lòng và hôn thật mạnh, rồi lập tức thôi cười và mắt như rớm lệ. Ngay lúc đó cô Min Chin bước vào phòng. Sarah thấy bà rất giống ngôi nhà, cao lớn và tẻ ngắt, chỉnh tề nhưng xấu xí. Bà có cặp mắt to lạnh lùng và ám muội, và một nụ cười rộng ngoác cũng lạnh lùng và ám muội không kém. Nụ cười ấy càng ngoác rộng ra thì bà trông Sarah, và trước đó bà ta đã được nghe rất nhiều điều đáng mơ ước về viên sĩ quan trẻ này từ một quý bà, người đã giới thiệu ông đến trường này. Bà biết được rằng ông là một người cha giàu có, sẵn lòng chia rất nhiều tiền cho cô con gái bé bỏng. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự được chăm nom một quý cô xinh đẹp và đầy triển vọng dường này, đại úy Gregory ạ, bà ta nói, nắm lấy bàn tay Sarah và vỗ nhẹ. Quý bà Meredith đã kể cho tôi nghe sự thông minh lạ thường của cô bé. Một đứa trẻ thông minh là báu vật ở một cơ sở trường như tôi đấy. Sarah đứng yên, nhìn chăm chăm vào mặt cô Min Chin. Như thường lệ, em lại có những suy nghĩ kỳ lạ. Tại sao cô ấy lại nói mình là một đứa bé xinh đẹp nhỉ? Sarah nghĩ ngợi, mình không hề xinh đẹp. Con gái đại tá Grange là Isobel mới gọi là xinh đẹp. Isobel có lúm đồng tiền và má hồng, cả mái tóc dài vàng óng nữa. Tóc mình vừa đen vừa ngắn, mắt thì xám lục. Mình còn gầy gò và chả đẹp chút nào. Mình là một trong những đứa trẻ xấu nhất mà mình từng thấy. Cô ấy nói quá lên để bắt chuyện đây mà. Nhưng Sarah đã nhầm khi nghĩ rằng mình là một đứa trẻ xấu xí. Em khác hẳn Isobel Grange.
tiểu mỹ nhân của trung đoàn, nhưng lại có cái duyên dáng kỳ lạ của riêng em mảnh dẻ mềm mại, hơi cao so với lứa tuổi, gương mặt nhỏ, mạnh mẽ và lôi cuốn, mái tóc em dày, đen nhánh và chỉ gợn sóng ở đuôi. Đúng là đôi mắt em màu xám lục, nhưng đó là đôi mắt to, tuyệt diệu với hàng mi đen dài. Bản thân em không thích màu mắt đó, nhưng người khác lại yêu thích. Tuy nhiên Sarah vẫn tin chắc rằng mình là một cô bé xấu xí và chẳng hề vui mừng trước những lời tâng bốc của cô Min Jin. Nếu mình bảo rằng cô ấy xinh đẹp thì là mình nói dối, Sarah nghĩ. Mình tin rằng mình sống như cô ấy, theo kiểu của mình. Vậy cô ấy nói thế để làm gì nhỉ? Biết cô Min Jin được một thời gian, Sarah hiểu ra rằng vì sao bà ta lại nói như vậy. Em phát hiện rằng với bất kỳ bậc phụ huynh nào đưa con tới trường này, bà ấy cũng nói như vậy. Sarah đứng cạnh cha, lắng nghe ông và cô Min Jin trò chuyện. Em được đưa đến trường này vì hai cô con gái nhỏ của quý bà Meredith cũng được giáo dục tại đây, mà đại úy Gregory thì rất kính nể kinh nghiệm của quý bà Meredith. Sarah sẽ được coi là một học sinh ưu tú tại nhà hiệu trưởng và sẽ được hưởng nhiều đặc quyền hơn bình thường. Em sẽ có một phòng ngủ xinh xắn và phòng khách riêng. Em sẽ có một chú ngựa pony với cỗ xe và một người hầu gái sẽ thay thế bảo mẫu của em ở Ấn Độ. Tôi hoàn toàn không lo lắng chút nào về việc học hành của con bé, đại úy Gregory nói với giọng cười vui vẻ, cầm lấy tay Sarah vỗ nhẹ nhẹ. Cái khó là làm sao ngăn cháu học quá nhanh và quá nhiều. Con bé thường xuyên ngồi chúi mũi vào sách, cháu không đọc chúng, cô Min Jin ạ, mà là nuốt chửng chúng như con sói nhỏ ấy. Cháu luôn khao khát có sách mới để đọc ngấu nghiến, và cháu thích sách dành cho người lớn, những cuốn sách to và dày bằng tiếng Pháp, tiếng Đức cũng như tiếng Anh. Sách lịch sử, tiểu sử, thơ và đủ thứ khác. Hãy dứt cháu khỏi những cuốn sách khi cháu đọc quá nhiều. Hãy bảo cháu cưỡi ngựa nhỏ, đi dưới hàng cây hay đi ra phố và mua một con búp bê mới. Cháu nên chơi với búp bê nhiều hơn. Cha ơi, Sarah lên tiếng, cha có hiểu không, nếu con ra phố và cứ vài ngày lại mua một con búp bê mới thì con sẽ có quá nhiều búp bê. Búp bê phải là những người bạn thân thiết. Emily sẽ là bạn thân của con. Đại úy Gregory nhìn Min Jin. Cô Min Jin nhìn ông. Emily là ai thế? Bà ta hỏi. Hãy nói cho cô ấy biết đi, Sarah. Đại úy Gregory cười nói. Đôi mắt màu xám lục của Sarah trông rất nghiêm nghị và ôn hòa khi cô bé trả lời. Em nói, đó là một bạn búp bê mà cháu chưa có. Nó là con búp bê mà cha sắp mua cho cháu. Cha cháu và cháu sẽ ra phố tìm mua nó. Cháu đã đặt tên nó là Emily. Nó sẽ là bạn của cháu khi cha vắng cha. Cháu muốn trò chuyện về cha cháu. Nụ cười rộng hoác ám muội của cô Min Jin lại nở ra bỡ đỡ. Thật là một cô đứa trẻ độc đáo, cô thốt lên. Quả là một sinh vật nhỏ bé đáng yêu. Vâng, đại úy Gregory nói, tay kéo Sarah lại gần. Cháu là một sinh vật nhỏ bé đáng yêu. Xin cô trông nom cháu hộ tôi, cô Min Jin ạ. Sarah ở lại khách sạn với cha mấy hôm. Thực ra là cô bé lưu lại với cha cho đến khi ông nhổ neo quay về Ấn Độ. Hai cha con cùng nhau đi chơi, vào mấy cửa hàng lớn và mua vô số thứ. Thật ra họ đã mua quá nhiều so với nhu cầu của Sarah. Nhưng đại úy Gregory là một người đàn ông trẻ, hấp tấp và chưa nhiều kinh nghiệm. Và ông muốn cô con gái nhỏ của mình có mọi thứ mà cô bé say mê, mọi thứ nhưng mà chính ông cũng ngưỡng mộ. Vì vậy họ đã đặt một kho quần áo quá lớn so với nhu cầu một đứa trẻ 7 tuổi. Trong đó có những chiếc váy nhung trang trí bằng lông thú đắt tiền, và những váy ren, váy thêu, những chiếc mũ gắn lông đà điểu to và nhẹ, những áo khoác ngoài và găng tay bằng lông chồn, những chiếc hộp đựng găng tay và khăn mùi xoa nhỏ xinh, cùng những chiếc bít tất dài bằng lụa. Họ mua nhiều đến nỗi các cô thu ngân thì thầm với nhau rằng cô bé kỳ lạ có đôi mắt to nghiêm nghị kia chỉ ít cũng phải là một nàng công chúa ngoại.